Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử vi về nhân tướng học, về xem top 3 con giáp kiếm tiền nhiều nhất trong tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022. Khi hết tháng riêng ăn chơi thì sang tháng 2 âm lịch, nó là một trong những thời kỳ bung lụa về tiền tài của những con giáp sau đây. Có vẻ như là tháng riêng là tháng ăn chơi theo đúng nghĩa của những con giáp này, và khi bước qua sang tháng 2 thì họ đã thay đổi hẳn từ những suy nghĩ đến tính cách hành sự để dễ dàng bung lụa và gặt hái được những thành quả mỹ mãn nhất. Có những lúc khó khăn thì những khúc mắc đang gặp phải ở hiện tại thì sẽ đều được những tuổi này giải quyết một cách triệt để trong tháng 2 âm lịch sắp tới. Với một vận khí hanh thông và cát khí chiếm hữu ưu thế, với 3 tuổi dưới đây sẽ có rất nhiều những cơ hội để đổi vận, bội thu về tiền bạc, bất kể là người làm công ăn lương hay là người làm ông chủ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong số những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022, đó là con giáp người tuổi Hợi. Trong tháng này, Hợi rất dễ được hưởng lộc trời ban và kinh doanh có thể là một vốn bốn lời. Với cái tên được xứng lên hàng đầu trong danh sách những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần chính là con giáp người tuổi Hợi. Theo đúng dân gian đã gọi là tháng riêng là tháng ăn chơi, đó là thời điểm mà những người tuổi Hợi có vẻ như là chưa chú tâm vào công việc cũng như là với các kế hoạch về tài chính cá nhân. Nhưng đến tháng 2 âm lịch thì cát khí bật tăng chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí của tuổi này sẽ bùng lụa ở nhiều phương diện, nhất là về tiền bạc. Nhờ vào khả năng nhạy bén về tài chính, lại cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua thời gian vừa qua và đời sống vật chất của họ ngày càng được cải thiện rõ rệt, rất dễ được hưởng lộc trời ban và kinh doanh chắc chắn sẽ một vốn bốn lời. Đầu tư có người dẫn dắt và thu về một món lợi nhuận rất khủng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong số những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022, đó là con giáp người tuổi Mùi. Trong tháng này là tháng vượng quý nhân, vì vậy mưu sự rất dễ thành, tiền bạc đổ về túi Mùi một cách không ngừng. Và vén bức màn u ám cho những tình hình dịch bệnh đang tác động, và sang tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần thì người tuổi Mùi hưởng trọn cát khí, mưu sự đại cát đại lợi, làm việc gì cũng suôn sẻ. Tháng mà có vận quý nhân vượng như thế này thì những chú dê nên chủ động nắm bắt để tiến hành các công việc quan trọng thì tỷ lệ thành công rất cao. Với các mối quan hệ xã giao rất hài hòa và sự chủ động trong giao thiệp nên người tuổi Mùi rất dễ dàng nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi người xung quanh. Còn với người làm công ăn lương thì đó cũng là một trong những sự hỗ trợ từ lãnh đạo cùng đồng nghiệp. Với người làm đầu tư ông chủ thì với sự hỗ trợ đó đến từ bạn hàng làm ăn và đối tác kinh doanh chính là những người thân trong gia đình. Và theo đó, khi mà thời điểm hội tụ nhiều cát khí chính cũng là một trong những lúc mà con giáp này gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc ở hiện tại. Từ đó, tiền bạc đổ về túi con giáp này không ngừng. Điều đó lý giải tại sao họ lại có tên trong danh sách những con giáp kiếm nhiều tiền nhất trong tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Thân, cũng nằm trong số những con giáp kiếm tiền nhiều nhất trong tháng 2 âm lịch của năm Nhâm Dần 2022. Trong tháng này thì Thân được cát khí chiếm hữu ưu thế, vì vậy mà tăng khối lượng về tài sản lên gấp nhiều lần so với những ngày bình thường. Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì đối với người tuổi Thân luôn luôn đứng hàng đầu, chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng với tháng 2 âm lịch này,
Khi mà cát khí chiếm ưu thế thì vận trình của thân cực kỳ hanh thông một cách bất ngờ. Ví như là màn mây đen phủ tạm thời biến mất, nhân cơ hội này mà mưu sự của thân rất dễ thành, tăng khối lượng tài sản lên gấp nhiều lần so với những ngày bình thường. Và theo tử vi trong tháng 2 âm lịch đối với người tuổi thân cho thấy, đặc biệt đây là một giai đoạn mà những chú khỉ sẽ tìm được rất nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầng cao mới. Có biểu hiện là ở tại tuổi này đang thấy là mọi thứ mơ hồ, nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần là định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước thì bạn nhất định sẽ thành công một cách vang dội. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những con giáp khó mà mở lòng, luôn chọn cách tự mình để vượt qua tất cả mọi những khó khăn trong cuộc sống. Với những con giáp khó mở lòng dưới đây thì luôn luôn giấu kín mọi chuyện ở trong lòng, không để cho người khác biết. Nếu có khó khăn thì họ cũng sẽ tự mình tìm cách để vượt qua. Khi mà gặp phải chuyện vui hay chuyện buồn ở trong cuộc sống thì chúng ta thường có một nhu cầu là được chia sẻ với người khác, để những niềm vui nhân đôi, nỗi buồn có thể giảm đi một nửa. Vậy nhưng đối với những con giáp dưới đây khó lòng mà mở, luôn thích giấu mọi chuyện trong lòng, không bao giờ tâm sự với bất cứ ai. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Sửu thì ít khi nói năng và thể hiện cảm xúc thật sự của chính mình. Thường ngày họ không phải là một người hay nói chuyện, bởi họ thích giữ mọi chuyện ở trong lòng để tự mình suy ngẫm. Cho dù có lúc ta thấy họ đang hăng hái hay nhiệt tình trò chuyện với người khác thì thực ra họ vẫn là một trong những con giáp không thích ồn ào. Với những điều mà họ nói thì cũng thường là những điều khách quan, vô thưởng, vô phạt mà thôi. Vào những lúc mà họ gặp chuyện buồn hay gặp những rắc rối, họ khó có thể mở lòng để tâm sự với mọi người và luôn để cõi lòng của mình để cho nhẹ nhõm hơn. Dù có nhiều lúc họ cũng muốn dốc vào tâm sự, song với tính cách của họ lại khiến cho họ khó có thể thực hiện được điều ấy, khiến cho họ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy mà mỗi khi gặp phải những vấn đề gì khó khăn, họ thường sẽ chọn cách một mình âm thầm để vượt qua, thậm chí là không một ai biết được những điều mà họ đang phải chịu đựng cả. Với những người tuổi Sửu thì không nên sống khép kín như vậy, bởi điều đó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn sẽ ngày càng trở nên căng thẳng và bị áp lực nhiều hơn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Dần. Đối với người tuổi Dần là một trong những con giáp có tính cách mạnh mẽ và kiên cường. Cho dù là bắt tay vào làm việc gì, dù lớn hay là dù nhỏ, họ cũng muốn thực hiện đến cùng và đạt được những thành tích xuất sắc nhất trong cuộc sống. Với con giáp này là con giáp luôn luôn muốn tạo dựng cho mình một hình tượng rực rỡ, có sự nghiệp thành công, có gia đình hạnh phúc và nhận được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Chính vì vậy, họ là một trong những người rất biết cố gắng để vươn lên trong cuộc sống. Tuy đây là một tính cách tốt, nhưng nó lại bị ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của họ. Với người tuổi này chỉ muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác nên lúc nào cũng phải gồng mình lên để thực hiện cho bản thân. Vì vậy mà họ thường sống một cuộc sống khá vất vả, đặc biệt là khi gặp khó khăn. Vì giữ thể diện cho bản thân mình, họ sẽ không dám bày tỏ với người khác mà luôn luôn cố gắng tìm cách để tự mình vượt qua mọi những khó khăn. Dù là gặp những chuyện khiến cho họ cảm thấy căng thẳng hoặc là bị bế tắc, nhưng họ cũng không tìm được người tâm sự, bởi họ chẳng thể tin tưởng vào bất cứ ai. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với người tuổi Tỵ là một trong những con giáp khó mà mở lòng, bởi họ cho rằng người cha người mẹ của mình, ngoài cha mẹ của mình ra thì chẳng có ai thực sự là quan tâm đến mình. Có những người dù luôn miệng hỏi han thân thiết đó, nhưng ở trên thực tế ai mà chẳng có gia đình riêng, có những mối bận tâm riêng. Vì vậy, họ cho rằng với việc tâm sự với người khác thì chưa chắc đã đem lại tác dụng hoặc
là tích cực gì, chỉ tốn thời gian mà không chừng còn trở thành chuyện cười cho xã hội. Họ không muốn những vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống nó trở thành một chủ đề tán gẫu cho người khác. Chính vì vậy nên họ sẽ chọn cách giấu mọi chuyện ở trong lòng, không bao giờ cho ai biết. Có thể khi còn trẻ, họ sẽ có tâm sự mọi chuyện với cha mẹ để cùng nhau tìm cách giải quyết. Xong họ càng trưởng thành thì cha mẹ lại càng già đi. Họ không muốn những rắc rối của mình đã khiến cho cha mẹ phiền lòng nữa. Chính vì vậy mà họ sẽ chọn cách một mình cắn răng chịu đựng để vượt qua tất cả, không mở lòng cho bất cứ ai. Và bên cạnh đó, bạn có biết họ còn là một trong những con giáp rất đa sầu và đa cảm? Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.